Yo yo, hello hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là NBH Tây. Ở video này mình sẽ review về Snake sau khi đột phá full tất cả skill và đều đạt mức cam, là mức cao nhất các bạn nhá. Thì mấy ngày nay các bạn nghe có vẻ bảo mình là làm khá là ít về video bokeh. Thì ngày hôm nay mình đã làm cho các bạn tận 3 video cho các bạn coi luôn. He he. Thì sáng nay thì mình đã đăng một video thứ nhất, đó chính là cập nhật thời tiết này và toàn bộ event này. Video thứ hai đó chính là về tiến hóa em Meloetta thành Meloetta Dienke, Meloetta phiên bản 2.0. Và ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về em Snake sau khi đột phá full skill tuyệt kỹ cam các bạn nhé. Đây, các bạn đồng. Sổi ôi, quá trời quá đất luôn ạ. Rồi thì bây giờ mình với các bạn sẽ xem qua một chút về các skill sau khi hiệu quả đặc biệt cũng như là skill biến dị của nó như thế nào nào. Hiệu quả đặc biệt đây, của nó, ban gốc của nó là tạo ra thương hiệu yêu crit này. Tấn công hút 50% sát thương, chuyển HP bản thân và phạm vi thân thể với skill 130. Cái hiệu quả đặc biệt của nó là chuyển thành sát thương hệ sâu này. Cái này là skill biến dị, chuyển thành sát thương hệ cỏ và nó hút 50% HP vẫn vậy này. Tăng cái uy lên 10 thôi và nó chuyển hệ các bạn nhá. Mình thích hệ yêu hơn ấy. Rồi, tiếp tới là skill này vẫn không thay đổi này, nó chỉ vẫn là tạo sát thương hệ yêu crit này. Tiếp tới là cái skill Methi Taring đi, cái này là tăng 20% death ASM này, 30% hiệu quả trị liệu này, giảm 50% sát thương khi bị hệ rồng tấn công này, boost cho quần thể Veta này. Còn skill hiệu quả đặc biệt của nó là tăng 50% death và ASM cho quần thể Veta, tấn công hút 30% sát thương, chuyển thành HP bản thân, kéo ra trong 3 hiệp, giảm 50% sát thương khi bị bét hệ rồng hệ yêu tấn công, kéo dài 3 hiệp chờ kim 3 hiệp. Ôi, cái skill này hiệu quả đặc biệt nó phải vượt trội hơn cái skill gốc bao nhiêu thứ luôn các bạn ạ. Ủi nào thì tăng phần trăm lên này, rồi thì nó lại cả tấn công chuyển hóa sát thương thành HP nữa cơ. Tuyệt vời. Còn cái skill biến dị của nó là gì đây? Tạo ra thương hệ siêu crit và có tỷ lệ cao báo tích. Ủi ôi, cái skill biến dị này thì cùi quá. Đang là một cái búp ngon hơn không? Cái skill biến dị này hơi cùi. Tiếp tới là cái skill từ khủy, không bấm nhầm cái, chết nhầm cái chết dở. Cái skill Aring xóa ngay tất cả bút bất lợi cho tất cả bếp Feta và tăng 30% độ này, mỗi hiệp hồi 5% HP này, kéo dài 3 hiệp này, trừ skill mất 4 hiệp để hồi. Còn skill hiệu quả đặc biệt của nó là tạo sát thương hệ yêu crit, xóa ngay tất cả bút bất lợi cho bếp Feta và tăng 40% độ nếu bếp Feta là bếp hệ yêu sẽ nhận được gấp đôi. Ui, thế thì em này đi với Dienke nó bút một phát Dienke hồi gần nguyên là dùng chiêu cuối liên tục à, sẽ tận là buộc 80% nộ cơ. Ghê đấy. Còn skill bị động của nó thì không thay đổi này. Đó, khi chiến đấu tăng 5% crit cho bản thân và tăng 15% sát thương và skill của tất cả bét hệ yêu. Ok, đó là về qua về các thông số của em Dienke. Và đặc biệt nhá, em này có thể đổi liên tục, các bạn nhìn nhá. Cái chiêu cuối của em nó này đang là Horn Lake đúng không? Sát thương hệ cỏ đúng không? Bây giờ mình bấm vào đây này, mình sẽ chuyển thành đây, chuyển sang cái này. Bây giờ nhìn này, nó lại thành là Mega Horn, đã thương hệ sâu luôn đấy. Bởi vì nếu mà các bạn có cùng phẩm chất cam nhé, skill các bạn cùng phẩm chất cam thì các bạn có thể đổi qua đổi lại cho nhau liên tục luôn. Này, nó ghi từ đã chọn này. Ok, mình sẽ dùng hiệu quả đặc biệt trước đây, sau đó mình sẽ chuyển sang skill biến dị sau. Còn cái này cũng vậy này đấy, các bạn có thể chọn này đổi liên tục này đó, nhưng mà các bạn đừng đổi từ cam sang phẩm chất tím hoặc là lam nhé, thì nó sẽ này không thể đổi lại nữa đấy. Các bạn nên chú ý bấm nên phải bấm nhưng mà vẫn phải nhìn, không lại sấp mặt đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng một loạt skill hiệu quả đặc biệt trước nhá. Sau đó mình sẽ chuyển dùng cái biến dị sau. Ok, để em xem next này. Mình sẽ reset chút về cái về phần pro đi. Kiếm cái gia tốc hoặc cái trí tuệ A phát nghịch cho nó đã. Còn em này mà các bạn mang đi support thì các bạn có thể dùng cái đó chính là không rơi vào trạng thái choáng tê ngủ nhá. Cái này này, đó. Mà hoặc là gia tốc nếu mà các bạn mang em nó support. Bởi vì em này là lấy cái hỗ trợ là xóa bút xấu hoặc cũng như là tăng các chỉ số thủ cho tem mà các bạn bị khống chế thì coi như là sấp mặt luôn đấy. Rồi, còn về đồ mặc thì mình sẽ đeo cho em nó là hệ yêu. Yêu các bạn nếu mà test về công thì mình sẽ đeo cho em nó là cái nâm châm đâu rồi. Nâm châm này là tăng uy lực hệ yêu này, nhưng mà nâm châm cũng thấp quá nhỉ. Thì mình đeo cho em nó cái kính này đi. Ui, mỗi lần công hút 30% HP chuyển thành 30% sát thương chuyển HP bản thân, không biết nó có cộng dồn với skill này không nhỉ, lại lên thành 80% đấy. Thôi dùng cái này được, không thì các bạn đeo đồ ăn thừa tăng khả năng hồi phục cũng ok thôi. Skill bị truyền, mình sẽ ép qua ba cái skill bị truyền thông dụng thôi.
test bet mà. Đây cái này này, đó. Cái này thì là nó này. Khi bản thân trị liệu hiệu quả tăng 70% luôn. Đó, ngon luôn, cực kỳ châu bò luôn anh em ạ. Lành nữa thì là tuyệt vời rồi. Thêm một cái gia tốc. Sổi ôi ngon luôn. Rồi về phần phụ kiện mặc thì mình sẽ đeo cho em nó bộ trụ thần các bạn nhé. Trụ thần thì là bộ gọi nói chung là ok, con dê gần như là hết hết hiện nay rồi, nhất hiện nay rồi. Mình sẽ mặc của bộ em, bộ trụ thần của em ấy đây. Đâu rồi? Đây đây, của em Zenyachi. Tí nữa giả đồ cho dễ. Bây giờ mặc loạn lên thì lại sấp mặt ra. Đây em Zenyachi đâu rồi? Chân dế. Đây đây. Sổi. Quả này thì kinh khủng luôn, kinh khủng anh em ạ. Đi với con này không hợp lý lắm, bởi vì con Mewtwo Y viện trợ thì Feta phải có đứa chết cơ thì nó mới hồi máu được. Rồi, với 21 lượt chiến này thì chúng ta sẽ làm được giữ gì đây? Quẩy nhạc nào. Đánh với team tập 39 lượt chiến trước đi. Khá là khó khăn đây. Bởi vì em này vẫn là theo thiên hướng là hỗ trợ team hơn là gây sát thương các bạn nhé. Rồi, gặp nguyên team đánh ngay trận đầu tiên, vãi hàng luôn. Thì không sao, mình sẽ dùng cái skill này trước. Tăng Death và AZM, các bạn nhìn các chỉ số này. 71.000 và 66.000 nha. Gõ cái nhẹ. Đây, lên là 100.000 Death và AZM luôn, hơn 100.000 AZM. Quá cười. Tiếp theo là skill yêu. Tấn công chuyển 50% sát thương thành HP bản thân đây. Ui, hồi máu các bạn nhìn không? Hồi nhiều không? Hồi quá tởm luôn ạ. À, át khỉ chết rồi. À, át khỉ mạnh quá. Tàn dùng pro hy sinh rồi. Để búp cho bét khỉ rồi. Căng quá mấy ông này. Thì gắt với nhau quá trời. À, đau. Rồi, tiếp tới sẽ là skill yêu. À, cái này hồi độ này, nhưng mà cái này chắc mình sẽ dùng sau đi. Mình sẽ dùng skill sâu này trước đi. Chuyển 50% sát thương thành HP bản thân này. Gõ cái nhẹ, các bạn nhìn này. Máu nó hồi kìa, ghê không. Đó, kết hợp với cái đạo cụ kết hợp với cái skill bí truyền ấy, là tăng khả năng hồi phục máu đấy các bạn. Mình đang phân vân là không biết là cái đạo cụ đeo của nó ấy, là nó có tính không. Bởi vì cái đạo cụ này là nó cũng là hút 30% sát thương thành HP bản thân kìa. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ dùng skill hệ này. Là nó sẽ là gấp đôi nộ này. Lao lên như một vị thần. Đấy, vừa phá khiêng vừa hồi đầy nộ liền. Rồi bây giờ skill hệ yêu hồi máu này các bạn. Đây, đây không? Úi sởi ôi, hồi quá. Mê. Gắt quá, trận này đang gắt quá anh em ạ. Bị con át khỉ nó đè đầu nó cứ cổ cho. Sấp mặt. Dùng sát thương hệ sâu, gặp mấy cái con này dùng sát thương hệ sâu bị ấy quá. Bị giảm sát thương xuống. Úi dồi ôi. Đầu trâu mặt ngựa người nó gõ cái nhẹ mà gần đi thế kia. Húc nó. Ôi, trâu quá rồi. Thời điểm này là nó trâu quá rồi, trâu quá sức cố định rồi. Đánh như gánh ngứa thế này. Em này vẫn là vậy thôi. Dù có đột phá skill thì vẫn là theo thiên hướng là hỗ trợ team các bạn nhé. Thì các bạn bảo là làm sao búp em này làm đam chính thì các bạn chỉ phải đi với hai con hệ đánh thôi. Đấy, vì những con hệ đánh là những con là tạo những con Langen trở thành những con master mà. Đi với hệ đánh nó búp nó sau khi nó chết nó mới tăng chỉ số cao thì em này mới có thể đánh đấm được. Chính như thế này này các bạn nhớ không? Kép với bộ trụ thần nữa chỉ có cưa thôi. Đấy, hồi máu kìa. Cái định đánh mình cái mình hồi như cô tách lên luôn. Đây là bắt đầu mưa dần thấm lâu đây. Những cú chích mũi thần thánh đây. Rồi em ấy của em bị sắp chết rồi. Cố lên. Chết, cố lên còn 1 phút 50 giây nữa. Lật kèo. Húc cái nhẹ. Đập cái nhẹ. Hồi máu ghê sướng kìa. Nhìn máu nó hồi kìa. Ui. Em này thì bị cấm hồi máu thì sấp mặt ngay. Nên là mình thấy là cái dùng cái pro là miễn mọi hiệu ứng bút khống chế đấy là hợp lý để tránh hiệu quả tụt máu đi. Chứ điểm mạnh của em này là khả năng hồi phục. Mà bây giờ bị liên kết hoặc là mấy con có skill cấm hòa máu thì
Khổ. Đây rồi. Giết con này stem được xong cái là con ác khỉ nó bắt đầu nó được kích thêm một cái bộ đồ hy sinh nữa. Lại khóc luôn. Mẹ gắt quá anh em ạ. Hồi nào. Đấy lại đầy hồi máu liền. Nhưng mà mình đánh nó cũng như là mũi chích inox thôi. Gắt quá. Giết nó. Rồi bây giờ ác khỉ nó bắt đầu nó trâu lên rồi. Rồi bây giờ nó bắt đầu bây giờ ác khỉ nó bắt đầu có tiếng nói này. Nó cướp tơn nó trắng trợn nó đè mình ra nó đánh này. Rõ nó. Hồi máu. Hồi máu. Rồi còn này hồi chả được mấy luôn. Bởi vì nó dùng cái gọi là giảm mạnh sát thương ấy. Mà cái hồi của con này là hồi trên dựa thêm sát thương gây ra cơ. Sát thương gây ra mà không có thì cũng hồi không được nhiều. Ôi mẹ, phải dùng viện trợ thôi. Mình được 3 con Zegigas mà ngại gì. Xài hết luôn. Rồi, bây đánh đi. Đánh đi, ủa mình cũng chích nó như mối chích inox thì kia. Kéo căng quá. Rồi, ok, để như mình đã nói thì em nó vẫn là thiên hướng hỗ trợ thôi. Không thể mang làm đam được. Đây, mình sẽ test với những bạn là thấp hơn chút. Để xem lượng sát thương nó chút đi, thử đánh vừa này mới là đội hình 3m9 lực chiến mà nghe có vẻ chật vật quá. Tem lửa, tem bay này, thử xem nào. Đấy, với bạn hình này phát sau trận này mình sẽ đổi skill nhá. Dùng skill khác, đấy. Thay hình đổi dạng liên tùng tục. Đéo tô đi, cho nên nó không nhảy. Thế trận này thì căng quá, còn Celebi nó bụng khiêng nữa, không biết bao giờ chết. Nhưng mà chiêu cuối này ngon này, vì sâu mà. Sâu thì nó lại đập Celebi x4 cơ. Sẽ là x4 hay x2, mình kiểm tra lại phát. Sâu lại bị x4, lại Celebi bị x4. Để nó tu thì này thì bao giờ mình win, phá không nổi nó lớp khiêng luôn. Mẹ, tôi vẫn là dùng chế độ cũ thôi. Mình không đánh được ấy thì mình lại chuyển sang chế độ PK tay. Lầy. Một phát trước cuối thôi, kéo là em Celebi ngụp lặn luôn anh em ạ. Đây, đầy nộ luôn này. Chiu rồi. Mong nó đừng có khiêng phát để mình vừa mới nó khỏi mồm xong. Gắt thế. Một phát đấy, x4 thì lượng sát thương tuy nó yếu nhưng mà x4 thì nó cũng không phải dạng vừa đâu. Hộ ô à? Chết tiệt, đánh hộ ô cho tàn mũi tên đi xuống này này. Sâu gặp lửa, sâu gặp lửa thì thành sâu nướng rồi. Đây các bạn, thế này là các bạn biết kết quả rồi đấy. Hồi phục của ô nó thế kia nữa thì như mũi chicken nóc. Rồi, ok, test qua như vậy. Bây giờ mình sẽ vào đổi về skill em nó chút. Vì em nó đổi được đổi dạng mà thay hình hoán đổi lên tung tục. Vào đổi luôn, ngại gì. Đấy, mình sẽ chuyển sang dùng đây là skill sâu không? Mình sẽ chuyển sang dùng skill hệ thỏ cỏ này. Cái skill này thay vì là skill boost mình sẽ chuyển sang skill công luôn. Để xem bây giờ thì nó sẽ như thế nào. Nhiệt lượng của nó tỏa ra sao. Lại đánh với team lại đánh vừa nãy tiếp. Trận này xem báo thù được không. Bây giờ hết là kiểu thách chơi theo kiểu ấy rồi. Bây giờ em nó sẽ thiên về công hơn rồi. Đây. Đây skill siêu này. Tỷ lệ cao bạo kích này. Chứ cuối còn là thành sát thương hệ cỏ rồi. Và mỗi cái skill này là vẫn là xóa ngay bút xấu vào hồi nộ này. Đấy chứ cuối sát thương hệ cỏ đây. Không biết hệ cỏ nó đánh đấm chứ không. Vẫn là mũi tên đi xuống me. À đây. Hệ cỏ đánh tay là cái ông thốn này. Đấy. Rồi. Bây giờ mình sẽ đéo tu nha. Để cho em nó nhảy. Úi dồi ôi, tôi dùng chiếc cuối mà lại ngứa thế. Gắt quá anh em ạ. Cái skill siêu kia là skill kiểu sát thương quần thể. Đây cái skill này là quần thể các bạn nhé. Đầy nộ liền. Rồi lại dùng chiếc cuối thôi. Đập cái nghe. Đấy hồi máu nghe có vẻ là trận nghe có vẻ hơi lên rồi đấy. Nhưng mà vẫn vậy thôi các bạn ạ. Nó sát thương thì nó vẫn không là
quá vượt trội được chỉ lên thôi, chứ không là thành bá. Căng quá. Đây, con Hiu anh em yêu cầu mình làm khá nhiều. Mấy video gần đây ngày nào cũng sẽ anh em bảo là làm về video về con Hiu đi. Thì đây chính là em xin nick của mọi người. Hồi máu. Sời. Rồi bây giờ thì làm sao mà win được con ác khỉ đây. Úi dồi mẹ, vừa mà nó còn mồm trong cái. Đấy, bỏ thụ thành công cái thì công vừa lên cái đã bị bẻ cong liền. Mẹ gặt quá. Tem hồn em sợ thử đi. Cứ tầm 4 mét được chiến là nghe có vẻ là êm rồi đấy. Rồi mình sẽ để auto nha. Bấm nhẹ vào auto này cho nó quẩy như này. Sao không bút cái lên vào bắn chay luôn. Sấp mặt luôn. Rồi cũng hay đấy. Nó xóa cả được cái pro của em Pergentina luôn các bạn ạ. Đấy các bạn thấy không? Không còn hiện luôn đấy. Nhưng mà đến lượt Pergentina đánh thì nó lại bắt đầu xuất hiện lại bởi vì cái nội tại của Pergentina là cái ấy đấy. Ngẫu nhiên biến một trong những tem địch thành hệ hộ hồn. Nhưng mà nó chỉ trong vòng tác dụng một lượt thôi, mà không cần phải xóa đấy, là tự đến lượt là em Hiu chúng ta đánh cái là nó sẽ mất thôi. Rồi trận này đang rất là căng. Mấy tem bạn kia là hai con support, một em Pergiana làm đam, cũng khá là khó chịu. Trận này thì lại biết kết quả rồi anh em ạ. Khó nguy lắm. Ô kìa, chưa chắc đâu. Tự dưng Nam lại bắt đầu có những pha đột phá sát thương. Rồi, này thì đột phá này. Ui, em Pergentina kìa. Thế nhưng mà các bạn thấy không, Pergentina dù có ngộp về thế giới của nó vẫn bị dính sát thương các bạn nhé. Phải lộ mặt, lộ diện liền. Ôi dồi ôi, nhưng mà nó đánh kìa. Đỡ bắt đầu nào. Khả năng hồi phục đâu. Ôi máu. Mẹ. Gắt gào quá anh em ạ. May quá có Zekigat viện trợ. Không em này ra đi tìm được thứ nước lâu lắm rồi. Đấy cái skill đấy vẫn trống này. Kể cả Pergentina cũng phải hiện hình quay lại các bạn nhé. Sự vị thần cai quản sự sống đây. Đang đợi Jin Gate thôi. Thế nào vị thần cai quản sự sống đã có đột phá skill rồi này. Ivetho chưa có đột phá skill này. Bây giờ đang đợi Jin Gate và Ivetho để xem là bộ ba cai quản sự sống cái chết và sự cân bằng sau khi đột phá skill như nào. Nên không biết game nó có cho không ấy. Đó mới là vấn đề. Đấy, cái sát thương, cái skill sát thương quần thể của nó ấy. Vừa nãy là cái skill boost quần thể tăng đét AGM và chuyển hóa sát thương thành HP bản thân ấy. Cái đấy mạnh thật, boost cho team thì thôi rồi. Còn các bạn chuyển sang này nó gây sát thương, mình chỉ thấy nó sát thương nó chỉ bình thường. Có 50 thôi, không phải là đột phá sát thương. Rồi ok. Đó, thế thôi, test thệ cho anh em hiểu đấy là vai trò của em này sẽ là đứng trong vị trí như thế nào rồi. Hỗ trợ các bạn nhá. Hỗ trợ thì vẫn chỉ là hỗ trợ thôi, không thể làm thay thế được. Ở đây là mình sẽ đổi lại thôi. Cái về cái phần đột phá skill này thì mình dùng hiệu quả đặc biệt là thấy nó tốt hơn nhiều so với là dùng cái skill biến dị. Đấy, lại chọn lại liền. Đó, full skill cam luôn các bạn nhá. Ok, vậy là ở video này mình đã review và cũng như là test qua cho các bạn về toàn bộ skill đột phá của em Synnex cho các bạn tham khảo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.